chào các bạn cùng cô chú anh chị đã trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Các bạn ơi, My đang đứng ở trước cửa Costco Garden Grove với địa chỉ này nha. Vô đây cho các bạn xem một vòng coi hôm nay có cái gì lạ mới on sale giảm giá để mình mua về tiết kiệm tiền nha. My đã có chia sẻ rất là nhiều video rồi. Nếu các bạn xem thấy cái nào, video nào các bạn thích mà có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và người thân giùm My. My cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cùng nhau vô trong ha. Bên đây nhiều đồ chơi Lego của trẻ em. Áo lạnh đang giảm 5 đồng còn 19 đồng 99 các bạn ơi. Của hãng 32 degree nè, áo lạnh tay dài luôn, đủ thứ màu, màu đỏ với màu đen, màu xanh nữa nè, màu kem nữa. Hôm nay My cần cái bao nè, giảm được 10 đồng. Nếu như mà mình mua cái bao này là 10 đồng 29 và cái 29 đồng 89, nếu mà mình mua cái này với cái kia thì được giảm được 10 đồng. Cái này không biết xài sao ha. 29 đồng 89 cho 4 bịch ở trong đây. Xà bông rửa chén ở nhà mình xài loại này nè, bữa nay giảm được 5 đồng còn 17 đồng 99. Này xà bông rửa chén bằng máy nha các bạn. Không có thấy limit là mấy cái thì mình lấy 3 cái đi. Cái loại xà bông này nếu như mà mình lấy cái loại bao chung với cái xà bông thai này thì mới được giảm 10 đồng. Hôm nay đúng là mua về trữ đó các bạn ơi, cái nào cũng giảm giá hết á. Xà bông rửa chén này cũng đang giảm được 2 đồng 40 cent còn 9 đồng 59. Olay Total Effect này giảm được 10 đồng còn 23 đồng 99 cho 3.4 ounce. Tới ngày 24 tháng 9 là hết hạn giảm giá. Good Skin MD. Cái loại này loại gì mà đang được giảm 15 đồng luôn các bạn. Tới ngày 17 tháng 9 giảm xong rồi còn 19 đồng 99. Cái này là loại lotion sức mặt Facial Moisturizer với sunscreen luôn, kem chống nắng luôn. Và chống nắng này có 15 mà. Bên này ưu đòn đang giảm được 4 đồng các bạn một thùng. Giảm xong rồi còn 13 đồng 99 của hãng Nonsen. Giảm tới ngày 27 tháng 9. Cái này hàng giảm giá không có báo trước nè các bạn. 6 tô bánh canh. Bánh canh giống như mì gói vậy, này là bánh canh gói mà trong tô. Mini cream waffle này các bạn có thích không? Cũng đang được giảm giá luôn, giảm được 3 đồng 80 cent còn 7 đồng 99 tới ngày 24 tháng 9. 80 bịch nhỏ nhỏ trong đây nè. 7 đồng 99 là giảm xong rồi. Cái này cục sponge để tắm nha các bạn. Mới nè ha. Mùi lavender, coconut thì đủ mùi hết trơn nè, citrus, mùi bưởi rồi luôn, dừa, lavender. Cái này mới ha, 12 đồng 79. Bây giờ mà có bán đồ cho Christmas rồi nè. 4 cái xà bông rửa tay 4 loại luôn. 11 đồng 79, cái này hàng mới. Các bạn nhờ My xem dầu thơm, ở đây đang có còn ít thì các bạn 59 đồng 99 nè. Cái này của hãng Estée Lauder nè, hồi đó My mê cái mùi này lắm nha.
thời gian cái tự nhiên sao mình cũng bị nhức đầu á các bạn, thế mình phải đổi qua mùi khác, có Jimmy Joe 59 đồng 99. Ở đây bán thì cái hũ nó lớn các bạn, 3.4 ounce. Cái loại này làm cho cái sức lên cái chỗ mắt của mình á, làm cho giảm nhăn cái dòng mắt á, mà đang được giảm 18 đồng còn 29 đồng 99 tới ngày 17 tháng 9. Có cái cô Mỹ ở đây cổ nói cái này work với cổ lắm nè các bạn, nhưng mà các bạn xài thử thì xài sao nha. Thì có kết quả chỉ có 5 ngày thôi á. 18 đồng 99 cho hai cái hũ xà bông khô á, xà bông gội đầu không cần nước mà. Cái này mình gọi những lúc mới trên si á các bạn, mình gọi không có cần nước, mình xịt vô là xong rồi. Cho cái đầu mình cảm giác nó sạch đó, nó không bị ngứa rồi đó, là mình xài cái này. 18 đồng 99. Ở đây đang có cái hiệu Quê, loại sữa mà My đã chia sẻ với các bạn ở video trước rồi đó. Nếu các bạn, các cô chú nào muốn cần thì đến đây. Cái này nó có cái vị ngọt giả đó các bạn, thì cũng trả lời cho các bạn luôn. Tại vì có người hỏi đó, dễ uống không? Thì cái vị ngọt giả này nè, nếu mà ai không có uống được vị ngọt giả thì đừng có nên uống. Nhưng mà so với những cái vị ngọt giả khác á, thì cái loại này nó dễ uống hơn. Ví dụ như loại này nó dễ uống hơn cái loại này nè. Loại này cũng vị ngọt giả mà mới thấy uống khó hơn. Đó, cho nên cái này là có đường stevia là khó uống. Còn cái vị ngọt kia là mới thấy nó dễ uống hơn. Mặc dù là có vẫn có vị ngọt giả nha các bạn. Thường cái vị ngọt mà giả đó là nó tránh bị đường, cho nên cho cô chú là tiểu đường rồi đó mình uống được. Nhưng mà theo bác sĩ thì nếu mình uống cái này mình cái lượng loại vị ngọt giả đó nhiều quá cũng không có tốt. Nhưng mà thường mình thấy đi tìm cái nào mà nếu không có vị ngọt giả thì tốt hơn, mà mình thấy tìm không có. Hôm nay bịch Quê này là 63 đồng 99. Cái này là được 5.64 pound, rất là lớn. Các bạn chưa có xem video My review về cái này thì xem video ở trên giùm My nha. Loại này là best selling luôn. Whey protein powder. $16.99. Cái loại này là sữa nước cốt dừa mà có nata de coco. Cái này mới á, các bạn có thử chưa? Mới thấy ở trong Costco có luôn. Coconut milk là nước cốt dừa, không có sữa ở trong đây. Nếu ai cử sữa thì mình uống cái này được nha. Thành phần ở trong đây là có nước nè, nước cốt dừa, nước dừa tươi, đường, nước cốt dừa lên men nữa các bạn. Được phân phối đến Cali mà không có ghi của nước nào sản xuất thì mình không thấy. À, cái này mới nha, 12 cái chai ở trong đây nè, 9 đồng 97. Loại bên đây là cũng nước dừa luôn, người ta mở ra sẵn rồi. Loại này được organic. Ừ, về uống sao cái này mới chưa có uống. 20 đồng 99. Loại này thì uống được nè, cũng ngon nè, nhưng mà mới thích lại trong ngăn mát tủ lạnh á thì nó ngon nhất. Kêu 7 đồng 89. Cái này là chip mà có chanh ở trong đây nè các bạn. Mình thử cái này, cái vị nó cũng mặn mặn, chua chua, giòn. Cái này ăn cũng được các bạn. Cái này nó mùi nó vị nó lạ hơn là cái chip bình thường. Có chanh cũng hay hay mà nó không có bị chua nhiều. Ăn cũng được đó các bạn. Protein bowl nè, các bạn có thử cái này chưa? 4 bô ở trong đây, 11 đồng 49. Cà phê SF San Francisco Bay. Cà phê này các bạn có thử chưa? Loại này là loại light,
là nhẹ thôi à. Tôi thấy cái này mới có bán ở trong Costco á. Các bạn có muốn thử thì thử nha. Giảm được 4 đồng, còn 14 đồng 49 tới ngày 24 tháng 9 là hết hạn giảm giá. San Francisco Bay Coffee. Chicken soup này ăn vẫn còn giảm giá các bạn, giảm được 5 đồng 60 cent còn 7 đồng 99. Các bạn nào chưa mua thì mua nha. Một phát được 8 cái lon. Đây có bạn nhà My xem cái này, bạn đi tìm nhiều Costco không có, ở đây đang có nha. Cháo bào ngư 12 đồng 49 cho 6 cái lon cháo bào ngư, 6 cái tô 10 đồng 99. Cơm các bạn, cơm với nước cốt dừa. Cái này My mua rồi, My chưa có review, để về nhà My review cho các bạn. My nghĩ là ăn sẽ thơm mùi nước cốt dừa. Mình lấy cái dĩa giấy 16 đồng 99 cho 300 cái. Cái này dĩa giấy để mình ăn với bánh khét các bạn, nhỏ nhỏ là vừa. Loại bên này thì loại nhựa 13 đồng 49 mà 220 cái. Rồi cái này mới nha các bạn. Nhìn nè. Design cookie kit cho các em làm cookie cho Halloween á. Như một kit nè, 9 đồng 79. Gần tới lễ Halloween nên người ta đem đồ Halloween, kẹo bánh đồ quá chừng luôn. Loại này cũng kẹo bánh chocolate cho Halloween nè. Day of the Dead Halloween bag 12 đồng 99. Bên đây 9 đồng 99 nguyên một cái hộp nè các bạn. Trời ơi, cho Halloween không à. Này có thiên kỳ nữa nè, đủ thứ cũng cho Halloween luôn. 32 bịch nhỏ nhỏ trong đây 9 đồng 99. Wow, trái sầu riêng nguyên trái luôn nè, 59 đồng 99. Sầu riêng mon thon. Cái này vừa rồi hết rồi đó các bạn, bữa nay người ta có lại nữa nè. Có bạn nói với My là ăn ngon lắm nha các bạn, còn có bạn ghi vô nói ăn không ngon gì hết trơn. My cũng không biết luôn, nó ngon hay nó không ngon thì My không biết nha. Có người nói hồi ăn là xuất sắc luôn á. Đúng là mỗi người mỗi khẩu vị nha các bạn. Trái bự lắm. Được 6 phao 59 đồng 99, giống như 6 đồng phao. Người ta làm cái vỏ dày lắm nè, để cho cái mùi nó đừng có bay mùi ra ngoài á. Ồ, cái này bữa nay mới có đó, bữa hổm em không thấy. Cái này mới đó. Dạ, ngon lắm hả chị? Dạ. Ngon lắm hả? Nó ngon lắm, ăn như là ăn sầu riêng. Wow, nhìn em chạy lại lấy liền. Này coi chị Cúc mua gì đây nha. Wow, mua nhiều quá, mọi người lấy dành hết người ta sao? Hết chị nghĩ là thôi, mình không mua là chắc. Vậy để em lại lấy liền cái thôi hết. Ok, dạ. Bà mẹ chị bà hỏi chứ cái này ngon không? Chứ đâu biết đâu. Ở này nấm thôi, dạ. Đúng rồi, cái này em nghe quảng cáo cũng ngon lắm mà không biết. Chị mới mua hôm qua. Tại vì hình như á nghe chị, người ta nói á, cái đợt đầu thì ăn ngon mà cái đợt sau ăn không ngon. Mới mua hôm qua. Cho nên em không biết cái này đợt nào, thôi để thử đi. Dạ. Nó nói hôm qua cái nó gọi điện thoại tối nó gọi nó của Cúc mua đi. Dạ. Ngon lắm, ăn với ăn sầu riêng. Wow, đã nghe là khoái rồi đó. Chị nghĩ là ngon. Tại chị cũng thích sầu riêng. Dạ. Bữa đi chợ là Lạc mua một trái về bỏ hết em đi ra. Sao vậy? Tưởng hết. Ồ uổng vậy. Thôi đó. Em cũng chạy bắt trước lại liền á. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Bữa nay mới được lấy chị với My. Đi vô đây nó hơi ồn nha. Strawberry nè, dâu 2 pound 8 đồng 99. Cái này organic luôn, dâu. Nho nè, nho xanh dài dài, loại này chắc ông xã thích rồi. 3 pound 5 đồng 79, 6 đồng 99 nè. Candy nữa, nho candy nè. Candy sao hôm nay trái nhỏ xíu à các bạn. Này nhỏ lắm, trái nhỏ xíu mà. Vừa rồi mình ăn nho candy màu xanh, bữa nay màu đỏ ha. Đi nhanh nhanh đi ra, lạnh quá. Wow, đồ chai hôm nay được giảm 5 đồng các bạn.
Cái này là thịt burger chay nha. Các bạn có cần thì mình mua ăn. Impossible nha. Hôm nay giảm được 5 đồng còn 10 đồng 99. Tới ngày 24 tháng 9 là hết hạn giảm giá. Bên đây của hãng Tyson nè. Loại thịt gà strip đó các bạn. Loại này loại giòn. Giảm được 4 đồng 50 cent còn 10 đồng 99 luôn. Loại này nè các bạn. 16 đồng 99 hàng mới nè các bạn ơi. Bây giờ mới có ở Costco này nha. Hai pack sầu riêng. Kem sầu riêng, các bạn có thích sầu riêng không? Nghe quảng cáo quá chừng để mình thử coi nó có ngon không. Nghe quảng cáo lắm luôn á. Cái bánh này 9 đồng 99 nè. Các bạn có thử chưa? Hôm nay mình thấy mới ở đây Costco nè. Không biết ngon không? Cái bánh này mình không có hảo nhưng mà nhiều người thích cái này. Ồ, mình hảo cái này nè các bạn ơi. Mua cái này đi. Mochi 9 đồng 99 nè. Cái loại này mình thích mà hồi lâu mua được có một lần rồi nha. Xong rồi cái nó hết trơn. Bây giờ có loại nè. Mochi trà xanh. Ghi là Java Mochi Matcha. Cái này dessert ăn ngon lắm á. Để mình về mình review cái này với cái ice cream cả. Cái này coi ha. Ice cream sầu riêng này coi cái nào ngon nha. Chứ cái này là mê mê lắm luôn. Lại lấy thêm hộp nữa. Rồi vừa rồi mình ăn xong thích quá tới đi ra mua lại hết trơn các bạn. Tức gì đâu á. Sản phẩm của Nhật nha. Rồi lấy 3 hộp luôn đi. Tại cái này mình có ăn rồi. Ice cream trà xanh. Nó mình thích cái này lắm. Cái số item ở trên là các bạn tìm coi cả ở vùng các bạn có không nha. 9 đồng 99 nè. Loại này mình thấy cũng mới nè, 14 đồng 99. Cho 18 hộp. Da ua ở trong đây nè, loại mini nhỏ nhỏ thôi à. Không biết có ngon không, nhìn thì thấy đẹp quá ha. Mình vô đây mua trứng. Cái này 7 đồng 99. Nhà My ăn trứng hao lắm, mấy đứa nhỏ thích trứng. Đi đây vô đây chủ yếu là cũng mua trứng à. Rồi cuối cùng cũng thành cả đống. Ồ quá phồ, hôm nay đang được giảm giá nè, mình mua luôn. Giảm được 3 đồng. Giảm được 3 đồng còn 8 đồng 99. Tới ngày 2 tháng 10 mới hết hạn giảm giá. Quá phồ này ăn được các bạn, nó lạc. Nó lạc mình muốn ăn thêm chem cũng được, ăn xong cũng được. Chỉ sợ nhiều quá là không có chứa trong tủ đá được. Loại này mới thấy mới nè, 10 đồng 79. Rau củ chiên, rau củ này nhúng bột chiên. Coi bánh trung thu luôn, các bạn nhờ My coi xem bánh trung thu kham qua có còn không. Bánh trung thu này lava moon cake nè, 18 đồng 99. Cái này của Trung Quốc đó các bạn, mình mua mình coi nha. Hôm nay có cái bánh trung thu nào mình cho các bạn xem luôn, thì có cái loại hộp này 21 đồng 99. 39 đồng 99 là bánh trung thu của Hồng Kông. Hộp này đẹp lắm nè các bạn. Và 13 đồng 49 là hộp này vẫn còn luôn. Của Kham Qua mình thấy còn bánh đĩa có trứng 17 đồng 99. Mình thích cái loại khoai môn, mình đã review các bạn rồi đó. Để coi ở đây có không. 14 đồng 59 là cho một hộp chocolate loại này nè, của Pháp nè các bạn, bự lắm đó nha. Loại hôm nay, loại đây cũng có lava moon cake loại này. Có nhiều bạn nói cái này ăn cũng ngon lắm các bạn, mà có nhiều bạn thì nói nó hơi ngọt. My chưa có ăn cái này. 29 đồng 99.
Vậy là hôm nay bánh trung thu cam qua hết rồi nha các bạn. Collagen có biotin luôn nè các bạn. Loại này là loại nước, 29.99. Bên này được giảm 8 đồng nè. Thuốc nghệ giảm 8 đồng còn 31.99. Loại nghệ turmeric loại này nè các bạn, 210 viên, 31.99. Cái crepes này các bạn nhìn đã thấy đẹp không? Bánh này để mình uống trà ha. Một cái hộp nhìn rất là đẹp luôn á. Của hãng Kirtland nè. French biscuit. Có chocolate milk ở trong đây. 10.99. Có cái màu thêm có màu xanh nữa các bạn ơi. Cái màu xanh này khác với màu này cái gì ha. Mình nhìn thấy nó cũng giống hết á mà sao nó màu xanh ta. Thấy nó cũng giống hết à. Thôi My xin dừng ở đây. My cảm ơn các bạn, các cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn luôn vui khỏe nha. Giờ mình đi shopping vui vẻ ha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My nữa. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.